2020. Đây sẽ là hội trợ xuân thuần chay lớn nhất trong năm với sự quy tụ của rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị, đầu bếp thuần chay độc lập và các nhà hoạt động môi trường tự do đến từ mọi miền tổ quốc với mục đích nhằm đem đến một lối sống tích cực. Ngoài sự phong phú của các gian hàng, sự kiện còn có nhiều hoạt động workshop ẩm thực như làm bánh trưng, làm giò chay, mứt dừa, keo lạc. Sự ấm cúng của văn hóa truyền thống trong ngày Tết thông qua những shop làng nghề rộn ràng chuẩn bị đồ Tết như tranh sơn mài, lồng đèn Tết, to he. Bên cạnh đó, đây còn là nơi các thế hệ 7X, 8X tìm lại ký ức tuổi thơ với những trò chơi dân gian đậm chất truyền thống như cà kheo, đu tre, đánh chuông, bắn nỏ thần, nhảy lò cò. Trong sự kiện này, ban tổ chức hy vọng sẽ lan tỏa thông điệp an thuần chay, tạo hòa bình qua talk sâu về những vấn đề sức khỏe và môi trường. Bên cạnh đó, khán giả có thể mặc sức vui chơi và học hỏi trong game sâu dung chuông vàng với chủ đề bảo vệ môi trường.